Mến chào bà con, mình đã quay lại với kênh của Thế Giới Máy May Công Nghiệp. Thì hôm nay Tuấn cùng với lại anh em đội ngũ trong kỹ thuật của Thế Giới Máy May Công Nghiệp đi lắp máy may Yuki 7000A cho một shop may chuyên thời trang. Và đặc biệt hàng ở đây là may quần áo cưới cho các cô dâu. Thì đặc biệt là những loại vải may cực kỳ khó. Thì đây là anh Châu, bên trưởng bộ phận kỹ thuật. Anh Châu sẽ là người hướng dẫn một nhân viên trong công ty chuyên thời trang, hướng dẫn là cách mà chỉnh kim. Thì bà con hôm nay Tuấn bỏ thời gian ra để quay lại quá trình đổi máy. Từ máy may anh khách này may từ máy may Yuki 8001E lên đời máy may điện tử là 7000A thế hệ mới. Thì anh khách này rất chi là chịu chơi nha bà con. Thì đây là cái video Tuấn đầu tư nhất từ trước đến nay, quay lại toàn bộ quá trình đổi máy. Và anh em kỹ thuật chỉ làm trong vòng là 3 tiếng đồng hồ, vừa đổi máy vừa lắp ráp cho bà con. Và cũng không quên cảm ơn những anh em đội ngũ nhân viên của công ty may mặc địa chỉ tại 360 Võ Văn Tần đã ủng hộ Thế Giới Máy May Công Nghiệp và hỗ trợ anh em kỹ thuật lắp ráp, hỗ trợ dọn dẹp cùng với anh em. Xin trân trọng cảm ơn bà con. Thì giới thiệu với bà con và anh em trong ngành máy mặc, thì đây là những cái đầu máy may Yuki 8001E mà Tuấn đang lấy từ trên lầu của công ty máy mặc xuống. Và đây là anh Châu và anh Cường bên bộ phận kỹ thuật mình đang khiêng những cái bàn máy từ trên lầu một xuống. Thì trong quá trình bưng là chỉ có hai anh em, và cũng không quên cảm ơn bác bảo vệ đã hỗ trợ tận tình cho hai anh em được mở cửa và đi ra một cách thuận tiện hơn. Đó. Thì anh em trong quá trình bưng rất là khó khăn nha bà con. Trời, mặc dù trời ở thành phố Hồ Chí Minh hơi bị nắng, nhưng mà anh em là hỗ trợ rất nhiệt tình. Đây là cái quá trình mà anh em đang lau dầu máy. Đó, sử dụng các loại vải để lau cái dầu máy để hạn chế cái quá trình mà rớt vương vải dầu máy xuống xăng. Rồi, chuyển cảnh của hôm nay là cái xe đã chuyển máy đến địa chỉ của khách hàng rồi ha. Thì đối với những dòng máy mới thì bên Tuấn là đem nguyên lô, nguyên kiện, bàn, chân bàn, đầu máy đến tận nơi cửa hàng để hỗ trợ bà con. Thì đây là cửa hàng Đô Long, không biết mình dịch có đúng hay không ha. Địa chỉ là tại 360 Võ Văn Tần, chuyên cả may các hàng thời trang thiết kế cho cô dâu. Thì đây là những cái chân bàn và mà bên mình đã lấy từ tầng 1 xuống, và tất cả anh em đã dồn vào một góc để sau đó thì anh em sẽ bỏ lên xe và đưa về nhà. Và bà con vui lòng nếu có muốn mua lại những cái đầu máy may Yuki 8001E chuyên Nhật, chuyên là may gia công đó, không kén vải, thì liên hệ số điện thoại 0961811069, Tuấn sẽ hỗ trợ nhiệt tình. Và phía bên kia là những cái đầu máy may mà
Anh em trong bộ phận kỹ thuật đã đưa trừ trên xe xuống rồi nha bà con. Đó, Yuki DDL87000A. Thì có một anh ngồi góc kia là anh bên bộ phận nhân viên của cửa hàng Đô Long đã hỗ trợ anh em mình rất là nhiệt tình. Bên cạnh đó thì những cái đầu mà chân bàn thì còn là rất mới. Đó, nó phù hợp với những, đây là những cái chân bàn Yuki 8001E của máy Nhật nha bà con. Công nghệ Nhật bền. Đó, chuyên may gia công, và đây là chuyển đến là những cái đầu máy 8001E Nhật ha bà con ha. Rồi sau có chữ đúc Yuki nên bà con yên tâm về chất lượng. Đây là cận cảnh cái thùng máy Yuki DDL8001E. Và anh em trong cái bộ phận kỹ thuật đang nghỉ ngơi để tiến hành là đưa máy lên trên. Và đây là quá trình là các anh em trong bộ phận kỹ thuật sẽ đưa chân bàn, và bác tài sẽ chở cái chân bàn này về đến thế giới máy may công nghiệp, trụ sở tại 342 Sạc Một Thọ Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để bán cho anh em mối lái và bà con mình. Nếu bà con muốn có giá những cái dòng sản phẩm chân bàn Yuki DDL8001E là nó phù hợp với bà con. Nó tầm giá của nó rơi tầm khoảng từ 4 triệu đến là 4 triệu đến 4 triệu 8, tùy vào cái mức độ chất lượng máy như thế nào. Và bên cạnh đó thì bà con muốn tiết kiệm điện và nâng cấp nó lên cỡ nào thì bên Tuấn sẽ hỗ trợ cho bà con. Ví dụ như bà con muốn may một cách tiết kiệm điện á, thì Tuấn sẽ lắp ráp hộp tiết kiệm điện vào cho bà con. Bà con muốn để im may cũng được, nó cũng bền, là một loại máy Nhật, motor cũng êm. Đó, thì ở cái khúc này thì anh em kỹ thuật đã lấy cái hộp màu trắng. Bà con để ý hộp màu trắng ha. Hộp màu trắng đó là cái hộp mà để cho các anh em kỹ thuật để bưng để lắp máy 7000A máy mới vào, nhưng mà một anh em trong bộ phận kỹ thuật đã bỏ đem về, thì khiến cho quá trình lắp máy của nhà anh khách này nó bị gián đoạn. Nhưng mà trong thời gian này thì anh em đang không hề để ý tới cái khúc này. Về thì Tuấn xem lại, nhưng mà không sao, anh em làm việc ở đây là rất nhiệt tình, hỗ trợ cùng nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Và đây là quá trình là anh em đang bỏ máy lên, mặc dù trời đang chuyển mây. Đó, trời đang chuyển mây ha. Và nói về cái dòng máy, quay lại cái dòng máy may Yuki 8001E, thì đây là cái dòng sản phẩm mà được lắp ráp tại Tân Thuận. Đó, thì bên bên Tuấn bây giờ đang đưa cái đầu máy vào trong rồi ha, đầu máy Yuki, tại vì bên ngoài trời đang rất là mưa. Đó, đây là quá trình anh em đã bỏ bưng chân bàn lên hết rồi bà con ha. Lắp ráp cũng gần xong rồi, anh em ăn trưa, lắp ráp xong rồi. Và bên cạnh đó thì anh Châu bên bộ phận kỹ thuật đang tiến hành là thử thử máy, test máy. Tất cả những cái dòng máy bên Tuấn lắp cho bà con đều phải test một cách kỹ thuật, kỹ lưỡng, chi tiết, đúng chất lượng. Phải đó, đó bà con thấy anh Châu không? Anh Châu đang thực hiện cái thao tác mà cho dầu nó bơm đều các loại máy. Đặc biệt dòng máy Yuki 7000A là được Tuấn hỗ trợ. Anh em là chuyên bên dòng máy Yuki sẽ hỗ trợ cho bà con. Và bên cạnh đó thì đó, đây là quá trình anh em đã lắp xong rồi. Nhìn sơ qua những cái thao tác mà anh em cameraman bên thế giới máy may công nghiệp quay lại á, thì nó là rất là nhanh, nhưng mà
Anh em Tuấn thì làm việc thao tác là từ trong vòng khoảng 2 tiếng. Đó thì đây là thành phẩm của máy à, cực kỳ đẹp bà con ha. Siêu bền, siêu chất lượng. Đó, thì bên cạnh đó thì anh này anh khách đặt với số lượng máy là 11 máy. Anh em đang lắp xong rồi và đang trong quá trình là sắp xếp lại vị trí cho nó đẹp mắt bà con ha. Thì trước đây những cái vị trí này là dùng để lắp máy Mayuki 8001E, nhưng mà hiện giờ là anh đã thay vô vào một cái dàn máy Yuki 7000, à chất lượng thế hệ mới. Thì bà con sử dụng với những dòng máy này thì không biết khi nào nó mới hư bà con ha. Sử dụng Tuấn là nói với bà con là bảo hành từ là 1 năm, nhưng thực chất là trong vòng 1 năm nó thì Tuấn nó chỉ là rối chỉ hay gì đó thôi, chứ thực chất nó cũng không hư gì hết cả. Thì ngoài ra thì anh em bên bộ phận kỹ thuật cũng có hỗ trợ anh khách này dọn dẹp. Mặc dù là hơi bị cực nhưng mà anh em rất là nhiệt tình bà con ha. Đây là quá trình Tuấn về nhà, Tuấn edit video và ghi âm lại. Nhưng mặc dù rất là mệt mỏi nha anh em, trong đội ngũ thế giới máy may công nghiệp vô cùng vui. Đó, hôm nay anh sang bên trưởng bộ phận kỹ thuật mình đã lớn tuổi rồi nên không cho theo những cái lắp ráp những cái máy mà nặng ký như vậy bà con ha. Đó, thì đây là cái hình ảnh của cái những cái mẫu sản phẩm chung quy. Mà hàng thiết kế đó, nó đẹp ghê không bà con. À, bà con thấy bên cạnh đó có những mannequin, những con mannequin. Thực chất là những cái mẫu thiết kế này là bên anh khách này đã che lại hết rồi, chứ không Tuấn sẽ cho bà con xem ha. Nhưng mà thực chất là Tuấn đã cắt bớt rồi, bởi vì đây là cái thương hiệu và cái mẫu thiết kế của người ta, chất xám của người ta, nên Tuấn không đưa vào cho bà con. À, anh Châu đây, đây là anh Châu đang trong quá trình là chỉnh sửa lại cái giá chỉ ha. Anh em bên bộ phận kỹ thuật của Tuấn là làm từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều không nghỉ trưa.